vì cái quan điểm của em là nếu mà mang bạn trai á thì xác định nó đi xa được á thì em mới dẫn về với giới thiệu với gia đình. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm, nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em không biết làm gì chậm luôn. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng của diễn viên Lê Nam. Còn bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Hai gương mặt giống nhau hóa. Trời, chị đang tính nói đó, chị đang tính nói mặt phu thê đó. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên Khương, năm nay em 30 tuổi, em đang hoạt động trong ngành marketing. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Uyên, năm nay em 29 tuổi, em đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hai bạn này chắc là sao ta? Hả? Em đoán đi. Đoán nghe, chắc hai bạn này, chắc bạn này đi làm một cái chương trình, đi giới thiệu một cái dự án, một cái sản phẩm gì đó. Vô tình gặp cô này làm trong một cái công ty truyền thông và nhờ cô ấy PR. Rồi sau đó quen nhau luôn, đúng không? Dạ không. Không. Ông chỉ làm ông mụ thôi à, chứ còn ông đừng có làm ông thầy bói nha. Khó quá. Vậy bây giờ hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì câu chuyện mà tụi em quen nhau mà tụi em sắp kể ra đây thì ba mẹ hai bên cũng chưa biết luôn. Tại vì tụi em không có quen nhau trực tiếp mà thật ra tụi em quen nhau qua online. Chi tiết là qua ứng dụng hẹn hò. Em lúc đó là còn đang độc thân trong cái hội ế, chị em hội ế. Thì mấy bạn có rủ nhau là ê cử cài này đi, lên ngắm trai. Mà chủ yếu lúc đó là em lên em chỉ quẹt trai tay thôi. Tại vì em ngắm trai tay xong rồi ngẫu nhiên một ngày em mở lên thấy anh này nhắn tin DM em. Thì em mới nhìn lại em nói ủa cái profile này thì không thể nào mình quẹt phải được. Tại vì không phải trai tay rồi. Thứ hai nữa là không có hình gì mà gương mặt hết. Anh để 3-4 tấm hình mà toàn là cái chụp đôi chân không à. Như vậy thì không thể nào mà mình quẹt cái này được. Vậy chắc có nhầm lẫn đâu đó rồi. Rồi còn em thì sao? Lúc mà em có thấy nhận diện được cô này không? Hay là cũng chỉ thấy dò với cẳng? Em có để không, mặt. Em kể lại một chút xíu về cái mục đích mà em sử dụng cái app này luôn. Em không có ế hay là em có tìm kiếm gì ở trên đó hết. Tại vì cái nghề của em là bên marketing, về bên công nghệ, cho nên có cái gì hot mới về công nghệ em sẽ thử để có thể em viết một bài review hay gì đó về cái app thôi. Thì nói chung cái app đó em sử dụng trong vòng chắc chừng 5 ngày thôi là em xóa rồi. Wow, 5 ngày mà có bà vợ hay thì rồi bây giờ bao lâu thì các bạn mới gặp nhau ngoài đời? Chắc khoảng 1 tháng sau. Đó là ngay dịp lễ 2 tháng 9. Em mới đi ăn với bạn. Thì anh cũng hỏi em hôm nay lễ có đi đâu chơi không. Cái em đang ăn, cái em chụp hình với bạn ăn chứ chai bia gửi qua. Cái ảnh trùng hợp anh cũng đang đi nhậu với bạn, cũng chụp hình đồ ăn với chai bia gửi qua. Thì nó ô trùng hợp quá vậy, thôi mình ráp qua. Em qua nhóm bạn bên này ăn cùng, nhậu cùng. Thật đó. Mỗi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi, lúc đó mới gặp nhau ngoài đời. Rồi ấn tượng của em về anh này lần đầu tiên gặp mặt ảnh là như thế nào? Dạ em không thích. Tại vì lúc đó người kiểu mà em thích là sẽ cao, ốm. Thì chồng em lúc đó không phải. Ảnh mập hơn trong hình. Ảnh trắng, trắng còn hơn em nữa. Mà nói chuyện cái giọng lúc đó em nghe sao nó mái mái. Hình như anh này có gây gây sao. Rồi không cũng... Không đúng gu luôn. Dạ, không đúng gu thì thôi luôn. Nhưng mà nha, em thì sao? Em gặp cô này em ấn tượng của em sao? Lúc mà em coi hình á thì có vẻ cô này rất là nghịch ngợm. Còn lúc ở ngoài thì em nhớ bữa đó mặc một cái áo caro trắng đen và một cái váy màu đen, nhìn rất là đầm. Em thích những người mà lúc đó thì cô cũng hơi tròn. Em cũng thích như vậy. Như vậy có nghĩa là vợ là đúng gu của chồng mà trong khi chồng là không đúng gu của vợ. Rồi làm cách nào mà hai người quen được ta? Rồi thì sau đó em lại chỉ là em nghĩ là gặp nhau ăn đi chơi với bạn bè rồi qua lại nói chuyện vui lúc đó rồi thì thôi. Xong rồi hôm sau rồi anh cũng nhắn tin, sau đó anh nhắn tin nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi hẹn đi chơi, rồi cũng quan tâm, thấy săn đón cũng nhiều. Nói chung là ảnh là người chủ động coi như theo đuổi em đúng không? Tức là lúc đó đâu còn cảm giác là anh ấy gay nữa đúng không? Dạ. Lần đầu tiên các em đi chơi xa, thật xa và dành cho nhau đó là ở đâu? Là ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt hay ở Vũng Tàu? Đầu tiên của tụi em là ở Sài Gòn. Nè hả? Và cái lần đầu tiên đó thì ảnh cũng là người đàn ông đầu tiên của em luôn. Đó. Lúc mới biết. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em sao? Đó. Em òa vỡ, em sung sướng, em mãn nguyện. Không, em sợ. Em sợ. Thấy trách nhiệm dữ quá hả? Dạ không phải, không phải nó về trách nhiệm mà cứ sợ là bạn này sẽ cảm thấy không thoải mái. Mình nên làm gì? Tại mình chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ. Cái sợ, đâm ra sợ.
Thế còn cái cảm xúc của em như thế nào sau cái lần đó mình đã trao cho ảnh, thì cái cảm xúc của em sao? Thì em mới là biết vậy mình kiếm sớm hơn đó. Đúng rồi đó. Đó tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á thì xác định có đi xa được á thì em mới dẫn về giới thiệu với gia đình, cũng như là em nói là em sẽ trao cho người nào là chồng của em thôi. Thì đó lúc đó cũng là anh cũng là người đầu tiên bạn trai em dẫn về nhà luôn. Ba mẹ em biết luôn chứ đó giờ là mẹ nhà là không có biết là em có bạn trai là như thế nào, rồi em cũng không có up hình Facebook hay gì hết, cũng không có kể mẹ nghe hay gì luôn. Rồi sau đó em đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy như thế nào? Lúc đó là em lên kịch bản sẵn rồi. Hai đứa đó chắc theo như anh nói là chuyến đi chơi xa đó là của riêng hai đứa. Thì em có một team quay phim gì kia hết rồi, lên trên Đà Lạt sẵn. Và cái nhẫn của em tính cầm theo, và một bạn sẽ dùng Playcam đưa cái nhẫn cho em ngay trên đồi chè để em cầu hôn ngay trên đó. Em đã đặt xe khách sạn mọi thứ rồi. Bạn em nằm trên Đà Lạt đợi sẵn rồi. Còn kết quả sao chắc em kể ha. Đâu rồi, em cũng thành thật, em nhắn với mẹ là con đi chơi Đà Lạt với anh Khương nha. Cái mẹ là mày gọi lên điện không được, nói chung là mẹ không cho đi. Tại mẹ nói là chưa có cưới rồi gia đình qua lại chưa gì hết, đâu mà đi riêng như vậy. Thôi mẹ thấy cũng không hay lắm, đừng đi. Thì em cũng đâu biết kế hoạch ở đâu, nói thôi không cho đi thì thôi dịp khác mình đi. Rồi anh cũng im luôn. Thì mãi sau này em mới biết đó là một cái kế hoạch đã hoành tráng sẵn sàng chờ nha, ở chờ em ở Đà Lạt. Cuối cùng bị fail, em tức tới giờ luôn. Tại vì em ước mơ là em phải có một cái buổi cầu hôn lãng mạn, sáng tạo các kiểu. Rồi sau đó là có một cái buổi khác nó giống như vậy không? Dạ không, lúc đó đang ngồi quán cà phê bình thường. Cuối cùng thì cầu hôn nó bình thường, không thể bình thường hơn. Nó hết lãng mạn mà nó hết lãng xẹt. Bởi vì mình tính không bằng trời tính, đúng không? Dạ, mình tính không bằng mẹ tính. Rồi bao lâu thì tụi em mới đám hỏi? Nếu mà kể về chuyện đám hỏi thì lúc mà tụi em quyết định sẽ đám hỏi là ba mẹ tính, ba mẹ hai bên tự tính luôn. Cái ngày đám hỏi là em phải xuống nhà gái rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và đêm đó phải ở lại dưới đó. Dạ đúng rồi. Và có nhậu với ông và vợ không? Dạ có chứ. Cái lúc đang nhậu thì em hỏi luôn: ba, tối nay con được ngủ với vợ con chưa? Thì ba nói sao? Thì vợ cả không? Cái gia đình bên vợ đều nhìn em. Chắc khoảng chừng 15-30 giây sau ba vợ mới kêu: ừ thì đám hỏi xong rồi, coi như bước chân vô nhà rồi, thôi tối nay cho ngủ. À, cái cách ảnh xinh mắc cười lắm. Để ngồi xem, ngồi em rút cái chân em lên, cái em ngồi em ôm cái chân em này, cầm ba giờ con ngủ gì ở con được chưa mà cầm cái chân em như này, giống như là cầm cái súng. Ba phải chịu thôi, nó nói vậy mới cho chứ sao. Vậy là tụi em mới đám cưới đây là được 9-10 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ 9-10 tháng ở chung với nhau có tật xấu gì lòi ra không? Sau khi đám hỏi chừng 1-2 tháng là tụi em dọn ở chung rồi. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm. Nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em cũng không biết làm gì chậm luôn. Chà toilet thôi. Không, chà toilet là em chà không à. Rồi, còn gì nữa nè? Đặc xấu gì nữa nè? Ăn đó cũng chậm nữa. Nhiều khi con khóc vậy mẹ cứ ngồi ngoài mẹ ăn. Ủa, tụi em là có em bé rồi hả? Dạ. Em bé con người 3 tháng rồi. 3 tháng. Rồi, tiếp tục đi. Có đặc xấu gì nữa không? Rất to. Rất to. Dạ, cái này giống như em nghĩ là cái thói quen thôi, chứ không phải là cố tình. Nhưng mà chỉ trước mặt ảnh thôi chứ. Em đi ăn ngoài nhưng đâu mà có. Mỗi lần mà ở được trước mặt ảnh vậy chắc khoái lắm đúng không? Sướng. Rồi tới em đó. Anh này được cái ảnh ở rất là sạch sẽ, mà không hiểu sao chơi dơ với em. Bên này hở, bên này chơi dơ. Chơi dơ gì? Móc mũi rồi dán người em. Chỗ vừa em. Thôi vừa. Dán người em, dán bất cứ chỗ nào cũng là phải lên tay lại chừng móc. Mà em ghét cái đó không? Ghét cái tật đó không? Hơi gớm. Ghét cô nào trời cho của đó. Mà giờ nâng cấp lên nữa rồi chị, như là dán thôi vô người thôi đi. Còn như là chiêu trò lừa cho em mất cảnh giác để mà phải vô miệng em mới đi. Vậy á hả? Trời ơi, dễ sợ quá vậy. Em thích nhìn cái phản ứng mà dễ đành đạch vậy đó, em thấy em vui vậy được. Ghét rồi. Ghét cái này vậy. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nếu như cho được quyền em mong muốn. Chắc nếu vậy thì em không, hiện tại thì không có mong muốn cứ chồng thay đổi gì. Đúng không? Dạ. Vậy đi ha. Chồng cứ y vậy. Rồi giờ Khương thì em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì chắc làm gì đó nhanh hơn một chút xíu. Tại bây giờ mình đã có em bé rồi. Thì lúc gì cũng phải tranh thủ. Đúng là mình phải tập cái nhanh nhẹn khi mình đã làm mẹ rồi. Tại vì con của mình á, bây giờ nó 3 tháng thôi đúng không? Rồi đến lúc mà nó biết đi, lúc đó cần nhất cái sự nhạy bén của người mẹ khi mà chăm sóc con. Bởi vì á, nó sẽ té, nó sẽ đập đầu vô cạnh bàn, hay là rất nhiều những cái sự cố xảy ra cho một đứa bé. Mà lúc đó cái sự tháo vát và nhanh nhẹn của người mẹ là cực kỳ quan trọng. Cho nên em phải tập từ bây giờ.
Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha. Tôi là kiểu nào mà IVF ấy. Không, tự nhiên. Sanh đôi xong rồi về đó có đà, bây giờ nó có đứa thứ ba, nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên, mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái thụ tinh trong ống nghiệm. Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Đúng rồi. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Đấy. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Dạ. Và nó là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị thì chị nghĩ như vậy nha. Chị thì chị không có chúc. Nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao? Vì thứ nhất là ở phía bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha, là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề áp lực nặng nề vô cùng luôn. Cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó, thứ nhất là mình bị cái áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn. Em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con. Rồi vợ cũng trời ơi, giái trời giái đất, sao mà bữa nay ông trời ông bà thương cho mình được đứa con thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa. Tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Đã áp lực. Chết rồi. Sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu. Chết rồi. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có, nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha, thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa út năm chị 42 tuổi. Đã. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Hai vợ chồng làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi. Hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ mỗi lần anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đúng một cái, sanh đôi, đương trai đương gái. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. Dính nhớ đó. Gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây, bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển qua chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này á, là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những cái tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Trời ơi, em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Trời, tự nhiên nó ướt quá. Lên luôn đi, dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Dạ. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại, em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi. Cô đã từng trị rất là nhiều cặp hiếm muộn rồi. Cái đứa út của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi. Mình lớn rồi. Mình sẽ không thể nào mà khi nó sanh ra là nó sẽ rất yếu, nuôi nó rất là cực.
Cho nên là chị làm cái phương pháp đó mà chị nói thiệt với em, trời ơi con biết ngô nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Biết ngô dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết. À, em nói giỡn, em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại bắt những thành phần ưu tú ra không? Đúng rồi, ưu tú hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó. Nha. Rồi. Để sau lưng em luôn. Sau lưng, em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, ha, mong mỏi vợ mình ha, chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết để em nó nhẹ lòng ra để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ. Đó, chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không? Không có hơi ít nói. Không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ. Muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ rồi, là có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Vậy em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen ấy. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng không đi làm, chiều về với vợ rồi chị ạ. Không có em gái mưa gái nắng gì luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao? Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì? Đừng có nghĩ xấu ra không? Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả em chị? Em nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Nếu muốn em nói thiệt nha, 100.000 lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không? Chồng em không hay dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Nó trải qua nhanh quá em cũng không hiểu lý do, em cũng không biết quá trình nữa. Vậy hả? Rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì phải đây chị. Đây cái đấy là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Tất cả đồ của em á. Chỉ có một cái duy nhất là hay dỗi. Không dỗi, thích chia sẻ nhiều. Không hay chia sẻ. Kiệm lời á, không chịu nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu, em thử ví dụ coi. Có một cái em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì, tức là không đoán ý được em luôn á. Là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ. Nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, mình nó không để trong đầu làm gì cả. Vậy em cảm thấy thế. Vâng. Thôi vậy là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè?
không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy, gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Trời ơi. Một người phụ nữ mà không làm việc nhà. Thế chứ là... ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà? Chị em nói chị nghe coi. À không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh, doanh ấy chị. Là nhiều việc quá đúng không? Thế dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh. Nhưng mà cái thói quen, cái thói quen đấy nào là thói quen rồi chị ạ. Là trốn việc luôn đó. Thói quen không làm việc nhà là đúng không? Kiểu từ nhỏ ấy. Đó, không phải từ nhỏ. Lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà, em cũng có phải làm đấy. Đấy. Nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi. Đấy lại cái là thế xong là... cái ngày một cái hôm nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ, bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ? Phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Thì tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đâu ạ, mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy tự cứ định hình à sau thôi đó để đó em cho chồng định làm, cái mình không làm nữa. Em mặc định cái việc định đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh đó anh Vân. Lau nhà, quét nhà hay cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống chân dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu mới dọn. Em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại. Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không em làm đi, là có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Chồng em cứ nói xong rồi em quên. Điều có thể là ngập điều... ngụa ra. Có thể là ngập ngụa ra ngay trước mắt đấy chị. Nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được rồi. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. À. Anh ơi sao nhà bẩn thế anh nhở? Thế sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên mất. Đâu nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi đó, lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân, coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ạ, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao rất mà. Là lý do nha. Để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Đó em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà bụt đi. Đó em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Vâng. Thế hai vợ chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có. Thế là chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi mà từ sau đó đến bây giờ là chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn. Dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn. Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là mạch gọi là nặng nề nhất á là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á thì như là anh này anh tức quá anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng nia, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn? Dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao? Đợt mà vợ chuyển ra ngoài không biết. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em... À kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển ở nhà ngoại. Xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại ấy, vì em... chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em
tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em sẽ là vợ em đi. Và em tự chuyển ra đấy, xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Ừ, thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không, hay là ở nhà à, mình rồi làm cái gì? Cũng cũng không không phải là xin lỗi, mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy, xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không, còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao, em theo vợ em gì đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi, ở ngoài thành phố, nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ. 12 năm ha, đúng không? 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi eo ơi cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở, mà chẳng phải là vì cãi nhau đúng nữa rồi. Mà đi mình ra làm ăn. Rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi, có như không? Chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi. Chết, không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng đó, nó phải có hỉ nộ ái ố. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà, đập cửa. Nhưng mà nó phải có những cái xung đột. Nó phải có những cái gọi là tranh luận. Không, những cái nặng mặt vẫn có chị ạ. Hỉ nộ ái ố, giận hờn. Bởi vì sao? Cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn. Hiểu nhau thực hơn. Thực sự hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60, 70 rồi á. Thực sự có những các cặp các cụ nha, 80 tuổi vẫn cãi nhau, vẫn anh em cãi nhau như thế. Thế xong lại hòa, nhưng mà không có nhau là không ăn được, là phải chờ nhau về đã ăn. Đó, thì theo chị nha, tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt hiền đi, tên hiền. Thường cái tên là ngược lại đó em. Rồi tên là, nhưng mà em là hiền thật. Em tên hiền, em hiền thật em ạ. Em hơi giữ giữ tí đi. Bữa nào anh quá, dọn nhà cho tôi. Em giữ giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi nó ấy, xong nó nhuận nó. Rồi tự nhiên nó ô, ô chồng mình hôm nay sao này. Ô, đấy, thú vị lắm em ạ. Lại không quen chị ạ. À đấy, cái không quen á, nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta, mới mẻ. Trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em. Giờ chị không biết nói gì sao, thôi để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng nha, chứ hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị nhá. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Chúc lại lần nữa đi em. Rồi chúc năm sau. Trong năm sau báo tin. Trong năm nay hoặc năm sau báo tin vui là hai vợ chồng có baby. Dạ. Là quá hạnh phúc rồi nha. Rồi.